Rồi để có thể là tham gia thì em sẽ nhấn vào Start này. Sau đó nhập số FDVD em muốn tham gia nhé. Hoặc là có thể là nhấn vào tối đa này. Cuối cùng nhấn vào Start này. Cứ sau một giờ ấy, thì bên Myland sẽ phân bổ token meme cho anh em nhé. Anh em sẽ tiến hành là truy cập vào phần nhận phần thưởng này. Anh em có sai này, là mình nhận được là 8 token meme này. Nhấn nhận phần thưởng nhé. Để chúng ta thì là bán meme với giá tốt hơn nhé. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành là chọn lệnh thị trường này. Ở bên mục bán này, mình sẽ tiến hành là bán tất cả số meme mình đã có này. Là 36,48 meme nhé. Ok, cuối cùng nhấn vào bán meme để thành là xác nhận bán này. Ok, hello, chào mừng các em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Giang. Và mình là Giang, trong video này Giang sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Myland Pool, dự án MemeCoin của hệ sinh thái Memeland để kiếm token meme hoàn toàn miễn phí 100% nha. Rồi và trước bắt đầu nội dung video này, vẫn như thường lệ, nếu như chúng ta thấy nội dung video hay và nhiều thông tin hữu ích thì nhớ ủng hộ cho Giang một like, một thích cũng như một subscribe, đăng ký kênh YouTube và nhớ bật nút chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất về kiếm tiền online từ Giang nha. Và đồng thời nếu như chúng ta chưa tài khoản qua sàn giao dịch thì em có thể là nhấn vào phần mô tả của video này, nhấn vào thêm này, sau đó kéo xuống mục là top sàn giao dịch uy tín 100% này, thì em có thể là đăng ký các sàn giao dịch crypto này, rồi sàn giao dịch Forex này, cũng như là sàn giao dịch chứng khoán để ủng hộ cho Giang nhé. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nội dung của video này. Và chỉ để thêm giới thiệu một chút về dự án Meme này ấy, thì ở đây là dự án thứ 39 trên Myland Pool nhé. Và Meme là token hệ sinh thái gốc của Memeland này. Đối với Pool này thì chúng ta có thể là stake BNB này, hoặc là TUSD cũng như là FDUSD nhé. Tức là sao? Là chúng ta sẽ là nắm giữ BNB hoặc TUSD cũng như là FDUSD trong ví spot, ví giao ngay để chúng ta có thể là nhận miễn phí token meme này ha. Lát nữa thì Giang sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z các chúng ta mua BNB hoặc là TUSD cũng như là FDUSD nếu như em chúng ta chưa có nha. Rồi ngoài ra này là thời gian farm token meme này là trong vòng 30 ngày kể từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam GMT cộng 7 nha. Tức là bây giờ anh em chúng ta sẽ còn là 17 ngày nữa để chúng ta có thể là tham gia stake đồng meme này ha. Đầu tiên em mà chưa tài khoản sàn Myland ấy thì mình cũng sẽ để link đăng ký cũng như video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách đăng ký cũng như cách xác minh danh tính KC của sàn Myland này ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Và sau khi đăng ký cũng như xác minh danh tính KC tài khoản sàn Myland của anh em rồi, kế tiếp thì em sẽ tiến hành là nạp tiền vào sàn Myland bằng cách là mua đồng coin USDT là đồng tiền trung gian, sau đó chúng ta sẽ là mua đồng BNB cũng như đồng TUSD rồi đồng FDUSD nha. Để nạp tiền ấy thì em sẽ nhấn vào mục giao dịch này, sau đó chọn là PEP nha. Sau đó em chọn mua này và chọn đồng USDT này. Thì video hướng dẫn chi tiết cách chúng ta nạp rút tiền trên sàn Myland này ấy, mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Sau khi em nạp tiền vào sàn Myland bằng cách là mua USDT rồi, kế tiếp thì em sẽ nhấn vào mục ví này, sau đó chọn là tổng quan ví nha. Tiếp theo chọn là funding này. Thì khi em giao dịch PEP, tiền của anh em sẽ được cộng vào ví funding nha. Kế tiếp thì em sẽ tiến hành là chuyển số tiền này sang ví support, tức là ví giao ngay nha. Ok, anh em sẽ chọn lại ví funding này. Kế tiếp anh em sẽ nhấn vào chuyển này, ở góc bên phải trên cùng này. Ở mục từ ấy, thì em sẽ chọn là funding cho mình nha. Ok. Kế tiếp mục đến ấy, thì em sẽ chọn là fiat và support này, tức là ví giao ngay này. Sau đó mục coin ấy, thì em sẽ chọn là UST này. Ok, kế tiếp mục số tiền ấy, thì em sẽ tiến hành là nhập số coin anh em muốn chuyển từ ví funding sang ví giao ngay nha. Hoặc là anh em có thể là nhấn vào tối đa này để chuyển tất cả này. Cuối cùng nhấn vào xác nhận để chuyển này. Ok, chuyển thành công nha. Rồi mình sẽ truy cập vào ví giao ngay này. Thì em quan sát này, số ST của mình đã được chuyển vào ví giao ngay rồi nha. Ok, tiếp theo thì Giang sẽ chia sẻ hướng dẫn cho em cách chúng ta mua BNB hoặc TUSD cũng như là FDUSD để tham gia Myland Pool dự án MemeCoin này nhá. Rồi thì em sẽ nhấn mục giao dịch này, sau đó chọn support cho mình nhá. Ok, tiếp theo mục tìm bên phải góc màn hình này, anh em sẽ tìm cho mình là đồng BNB này. Đó, cặp BNB trên UST nhá. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ sử dụng UST để mua BNB ha. Nhấn vào này.
Kế tiếp kéo xuống này, ở mục support này thì ở đây sẽ có các lệnh là lệnh giới hạn này, quy là lệnh thị trường, rồi lệnh stop limit này. Để mua luôn ấy thì em sẽ chọn là lệnh thị trường cho mình nhá. Tức là chúng ta sẽ này là sử dụng USDT để mua BLB với giá hiện tại trên thị trường nhá. Đây, giá này này là khoảng 246 đô trên một BLB này. Kế tiếp thì em sẽ này là nhập số USDT anh em muốn mua BLB nhá. Kéo thế này này. Dù đây mình mua là 50 USDT BLB này. Rồi cuối cùng nhấn vào mua BLB để thay là xác nhận mua này. Ok, đang khớp lệnh market mua này. Kế tiếp thì mình sẽ đang là mua TUSD, cũng như là FDUSD nha. Thì mục tìm cũng tương tự như thế, anh em sẽ nhập là TUSD này. Sau đó chọn là cặp TUSD, USDT này. Rồi kéo xuống này, vẫn chọn lệnh thị trường này. Sau đó nhập số tiền muốn mua này. Rồi đây mình mua là 100 USDT TUSD này. Đó. Cuối cùng nhấn vào mua TUSD để xác nhận mua nha. Rồi, đã khớp lệnh market mua này. Kế tiếp là FDUSD này. Rồi, vẫn chọn lệnh thị trường này. Mình sẽ mua tất cả số tiền còn lại nhé. Nhấn mua này. Ok, đã khớp lệnh mua này. Tiếp theo anh em có thể là nhấn vào mục lịch sử giao dịch này. Đó, thì đây chính là ba lệnh mình vừa mua này. Em quan sát này, là với 50 USDT này là mình đã mua thành công là 0,202 BLB nhá. Và với 100 USDT thì mình sẽ mua là 100 TUSD này, cũng như là 71,94 USDT này, là mình mua được là 72 FDUSD nhá. Thì đó là cách để chúng ta mua BLB cũng như là TUSD rồi FDUSD để chúng ta có thể là nắm giữ trong ví spot, tức là ví giao ngay để tham gia Binance Pool. Ok, còn bây giờ Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Binance Pool dự án MemeCoin nha. Rồi em sẽ nhấn vào mục nhiều hơn này, sau đó chọn là Numpad cho mình nha. Ok, ở mục Long Pool này thì em quan sát này, đây chính là Long Pool của dự án MemeCoin để chúng ta có thể là kiếm token Meme hoàn toàn miễn phí 100% nha. Và ngoài ra em cũng có thể là quan sát thấy này, ở đây thì sẽ có 3 pool này. Pool đầu tiên là FDUSD này, pool thứ hai là TUSD này, cũng như là pool thứ ba là BLB nha. Ok, vừa nãy mình vừa mua BLB cũng như là FDUSD rồi TUSD, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là tham gia cả ba pool luôn nha. Rồi đầu tiên là pool FDUSD này, em sẽ nhấn vào nha. Rồi em quan sát này, là hiện tại mình đang có là 72 FDUSD này, và đây mình đang tham gia là 50 FDUSD rồi nha. Rồi để có thể là tham gia thì em sẽ nhấn vào stake này, sau đó nhập số FDUSD anh em muốn tham gia nha, hoặc là có thể là nhấn vào tối đa này. Cuối cùng nhấn vào stake này. Ok, đã stake thành công FDUSD này. Rồi thì cứ sau 1 giờ ấy thì bên Binance sẽ phân bổ token Meme cho anh em nhá. Anh em sẽ tiến hành là truy cập vào phần nhận phần thưởng này. Đó, anh em quan sát này, là mình nhận được là 8 token Meme này. Nhấn nhận phần thưởng nhá. Ok, nhận thành công này. Ok, thì đó là cách chúng ta tham gia pool FDUSD nhá. Tiếp theo quay trở lại này, là pool TUSD này thì cũng tương tự như thế luôn nha. Nhấn vào stake này, sau đó tiếp tục chọn stake này. Rồi mình sẽ tiến hành là stake tối đa luôn nha. Ok, đã stake thành công. Rồi thì pool TUSD này mình mới stake nên chưa được nhận phần thưởng nha. Sau một giờ nữa thì em sẽ tiến hành là truy cập vào để chúng ta có thể là nhận phần thưởng ha. Tiếp theo là pool BLB này. Ok, nhấn stake này, sau đó chọn tối đa này. Rồi pool này trước đó mình cũng đã tham gia là 0,1 BLB rồi. Mình sẽ nhấn nhận phần thưởng này, 3,8 token Meme này. Ok, nhận thành công nhá. Rồi thì đó là cách chúng ta tham gia Binance Pool dự án MemeCoin để có thể là nhận token Meme hoàn toàn miễn phí 100% nhá. Và trên đây ấy, số token Meme mà chúng ta stake ấy, thì sẽ ở ví giao ngay, tức là ví spot nhá. Em sẽ nhấn mục tổng quan ví này, sau đó chọn là giao ngay này. Thì em quan sát này, đây chính là số token Meme mình đã stake này. Hiện tại mình đang có là 36,48 token Meme nha. Tiếp theo thì Giang sẽ chia sẻ hướng dẫn cho em cách chúng ta bán token này để có thể là rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc là về các ví điện tử nha. Ok, thì em sẽ nhấn vào mục giao dịch này, sau đó chọn là spot nha. Ok,
Kế tiếp mục tìm này, thì em sẽ tìm token là meme nha. Ok, trong cặp là meme trên UST này. Sau đó thì em sẽ tiến hành là cho lại thị trường này, để tiến hành là bán luôn với giá hiện tại trên thị trường nhá. Đây là 0.018 này, hoặc là anh em có thể là cho lệnh giới hạn này, để chúng ta thì là bán meme với giá tốt hơn nhá. Rồi như đây mình sẽ tiến hành là cho lại thị trường này để bán luôn này. Ở bên mục bán này, mình sẽ tiến hành là bán tất cả số meme mình đã có này là 36.48 meme nhá. Ok, cuối cùng nhấn vào bán meme để xác nhận bán này. Ok thì em quan sát này, là tổng giá trị lệnh của mình ấy, đang nhỏ hơn 5 UST thì ở đây Binance sẽ đề xuất chúng ta là chuyển đổi nhá. Tức là chúng ta sẽ hành là chuyển đổi meme sang UST này. Ok, mình sẽ hành là chuyển tất cả này bằng cách là nhấn vào mục số dư này. Thì em có thể là quan sát thấy nhá, là hiện tại một token meme này đang có giá là 0.0183493 UST này. Rồi nhấn chuyển đổi để xác nhận chuyển nhá. Nhấn xác nhận này. Ok, như vậy mình đã chuyển đổi thành công số token meme mình đang có sang UST rồi nhá. Đó, bạn đã nhận được là 0.6686 UST này. Rồi nhấn ok nhá. Tiếp theo để rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử ấy, thì em sẽ nhấn mục giao dịch này, sau đó chọn PAP này. Vừa nãy nạp tiền chọn mua đúng không? Bây giờ rút tiền sẽ chọn là bán này. Rồi thì video hướng dẫn chi tiết cách chúng ta rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử ấy thì mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nhé. Như vậy là Giang đã chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta tham gia Binance On Pool, dự án MemeCoin của hệ sinh thái MemeLand để có thể là nhận token Meme hoàn toàn miễn phí 100%. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay về nào ấy thì nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video, Giang sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Ok, còn video sau thì Giang sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta tham gia Binance On Pool. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký channel kênh YouTube để ủng hộ Giang ra nhiều video hơn nữa nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.